Thưa quý vị, sáng nay ngày 6 tháng 6, sự kiện diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022, Rus Asia 2022 lần thứ 16 chính thức khai mạc tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam với sự tham dự của hơn 500 đại biểu là đại diện của hơn 200 hãng hàng không, sân bay, đơn vị cung ứng dịch vụ hàng không đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới. Tham dự sự kiện có ông Đinh Việt Thắng, cục trưởng cục hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam. Về phía thành phố Đà Nẵng, có ông Lưu Quyện Bình Triết, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố, ông Lê Trung Trinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, và ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức sự kiện. Về phía đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện, có ông Stephen Small, Giám đốc thương hiệu Informaros Diễn đàn phát triển đường bay châu Á năm 2022 là sự kiện xúc tiến đầu tư quốc tế duy nhất trong lĩnh vực hàng không của châu Á. Sự kiện quy tụ các lãnh đạo hoạch định bản lưới đường bay từ các hàng không hàng đầu khu vực, diễn giả và đại diện các hiệp hội thương mại, ban giám đốc hãng hàng không, sân bay, các bộ ngành của chính phủ trong 3 ngày để cung cấp hơn 15 giờ hội thảo, tòa đàm để khôi phục mạng lưới đường bay, tạo ra lỡ kinh tế lâu dài cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việc đăng cai diễn đàn phát triển hàng không, uy tín nhất khu vực không chỉ định vị Đà Nẵng là điểm đến của sự kiện mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của thành phố trong việc khôi phục mạng lưới hàng không và nền kinh tế hết du lịch. Tại sự kiện, khách mời sẽ tham quan các gian hàng tại triển lãm về du lịch hàng không châu Á, tham gia các cuộc gặp gỡ kết nối kinh doanh trực tiếp đã được hẹn trước trên hệ thống Corus Asia và các chương trình hội nghị, hội thảo diễn ra xuyên suốt sự kiện từ ngày 6 cho đến ngày 8 tháng 6 năm 2022.